Đây, chân dung cô gái nhặt được túi và đang đợi người đến trả túi đây. Em đợi rõ ràng. Chân dung gọi ông ý đến mà ông ấy còn giọng rất là bố đời luôn ấy. Giọng sao nhặt được ở đâu? Thế nào? Đến chịu đó luôn đấy, không được lời cảm ơn luôn. Lại không giả, mệt hết cả người rồi. Không được lời cảm ơn luôn. Quá khắm đúng không em? Đến tí chửi cho trận nhá. Ôi chửi gì, làm người tốt thì làm tốt cho chót. Đấy, tại gọi. Bật ra ngoài đây nghe xem nào. Alo ạ? Alo. Vâng, anh ơi, em vẫn đang đợi đây, anh đến lấy lại túi đi ạ. Vâng ạ. Em gọi cho anh từ lúc chiều ấy, em bảo anh là em vẫn đang đợi anh ở đường ấy, thì anh đến anh lấy túi đi mà đợi mãi chẳng thấy anh đâu ạ. Cô đợi chỗ nào ấy? À, đấy xem coi. Ấy như là số 18 đường Lương Sơn. Dạ em đang ở số 18 đường Lương Sơn ạ. Ôi đùa anh ơi, em nhặt được túi của anh, em gọi cho anh từ chiều. Xong bây giờ em ngồi đây em đợi anh đến lấy mà anh lại nói là em có lấy đồ gì của anh không. Tôi bảo anh có lấy không, thôi em về đây. Thế anh có đến lấy lại túi của anh không, không là em đi về đấy. Anh đến ngay thì em đợi anh suốt từ chiều đến giờ rồi không được một lời cảm ơn nào. Bây giờ anh lại nói cái giọng như thế. Tóm lại là anh đến nhanh đi, em không đợi được nữa đâu, em mệt lắm rồi. Vâng ạ. Mẹ thằng thần kinh. Ôi, anh đấy anh thấy không? Mẹ thằng thần kinh này. Nghe giọng bố đời thực sự luôn ấy, rõ ràng của mình nhặt được bây giờ ông ấy nói như kiểu là mình lấy của ông ấy. Đợi từ chiều đến giờ đùa, làm ơn bác quán mà. Từ 5 giờ chiều đến gần 7 giờ tối rồi. Tối om rồi. Chắc chả ai như mình luôn ạ. Ngồi uống hết bao nhiêu cốc nước rồi ra ria đường. Cô ơi, phải người nhặt được túi của tôi không nhỉ? Anh là chủ nhân của túi này hả? Đúng rồi, đây túi của tôi. Đây túi của anh đây. Đây túi của anh đây ạ. Xin nha. Anh kiểm tra lại đi ạ, xem có mất mát gì không. Kiểm tra lại túi đi. Ôi này, trong túi của tôi có 2 triệu mà. Bây giờ đâu ấy? Còn em chịu. Em không biết đâu ạ. Túi anh bữa em nhặt được ở dưới đường ấy. Nhặt được ở dưới đường. Thấy trong đống giấy tờ thì có cái số điện thoại với lại thông tin của anh thì bữa em gọi em điện để bữa em trả được chứ làm gì có tiền đâu. Chứ làm gì có em. Chứ anh bị móc. Tôi không biết đâu nha, nhưng mà trong túi của tôi đang có 2 triệu nhưng mà bây giờ không thấy. Mà các người cầm túi tôi từ giờ đến giờ là không có người lấy, ai lấy. Anh bị điên à? Vậy em lấy ví của anh em lại trả lại túi cho anh làm cái gì? Này, tôi biết đâu với các người ấy. Các người nhớ các người lấy xong tiền thì các người gọi lại tôi để trả lại túi sao? Anh bị điên à? Có thằng trộm nào nó lấy tiền xong thì nó lại trả lại ví anh không? Lại ông tôi ở bụi này. Em đợi anh từ lúc 5 giờ chiều, hơn 5 giờ chiều bây giờ đến đây là 7 giờ hơn rồi. Tôi không có biết nhưng mà tóm lại là trong túi đâu có 2 triệu. Ai lấy thì mang trả tôi đi. Mày có bị điên không đấy? Tôi bị điên cái gì? Này, bạn gái em nhặt được cái ví của nó xong rồi ngồi đi đợi nó từ 5 giờ chiều đến hơn 7 giờ tối đến để nó lấy cái ví mà. Bên kia chị thấy hai đứa nó ngồi đây nó. Xong rồi nó đổi. Chị ơi, nhưng mà trong túi của em có 2 triệu mà tôi tầm được 2 triệu bây giờ người ta nhặt được. Em nói là nhặt được bây giờ mày mất ở đâu chứ tao hỏi mày mất đâu mày tự nhiên mày đổi. Thế giờ tôi nhặt ở đâu thì tôi mất ở đấy. Nhặt ở đằng kia. Em nhặt ở giữa đường kia kìa. Thế. Bây giờ biết đâu thằng nào. Việc ông bị mất túi nó móc trộm túi ông ở đâu xong rồi nó lấy đấy nó mất ở đấy thì sao? Lấy đâu không nhận được ông nhá không lấy của tôi sao? Mày bị điên rồi, tao nhận được túi tao thấy giấy tờ có thông tin. Bao nhiêu giấy tờ người ta gọi em đến để người ta để đáng nhẽ là thằng Khang nha. Thằng nào đâu? Thằng Khang nó bắt mình chuộc rồi. Nếu như người ta cố tình lấy, người ta lấy tiền xong người ta vứt mẹ túi của em đi rồi. Thì đấy thì đừng vứt túi thì chẳng. Ôi chị ơi. Có vẻ người nào cũng tốt là lấy nó trả lại hết đâu. Này, nó này, này nhá. Người ta nhặt được túi người ta giả mày không còn lời cảm ơn thì thôi. Tự nhiên thì mày thì cảm ơn nhưng mà tóm lại hai người ai lấy 2 triệu của tôi trả đi. Mày bị điên à? Anh bị điên à? Chẳng em bạn em gái tao nhặt được cái túi của mày ở góc kia.
Bạn tao nhặt góc túi kia thì thấy giấy tờ với thông tin của mày thì gọi đến mày đến lấy. Bọn tao trả được 1.000 nào, không lời cảm ơn. Không biết làm sao được với các người. Còn mày mất túi ở đâu? Tao hỏi mày mất túi ở đâu? Thế tôi bị rơi, đi xe bị rơi, làm sao nhớ? Mày rơi ở đâu? Bây giờ em rơi. Bây giờ mày mất túi, mày rơi ở đâu? Người ta lấy tiền, vứt ra túi ở đấy thì bạn gái nó nhặt được thì bạn tao gái nó giả mày chứ. Tôi biết làm sao, tôi biết làm sao với các người. Bây giờ các người nói là thế, tôi biết nghe thế. Em gọi cho anh từ chiều đến bây giờ, anh không được một lời cảm ơn nào. Em rơi túi từ hôm nào? Thì vừa cảm ơn thế này. Bây giờ anh lại nói cái giọng là hơn 5 giờ chiều, bây giờ đã đến hơn 7 giờ tối mà vác mặt tới, xong bắt đầu đến không một lời cảm ơn, xong còn đòi 2 triệu. Rơi túi từ hôm nào? Thì em mới mất trong ngày hôm nay thôi. Thì em có đi qua đoạn đường này không? Em có đi qua. Đấy chị xem đi. Đấy chị xem. Mẹ cái túi của anh đi, bởi vì em đợi anh ở đây quá là lâu rồi ấy. Nhưng mà thôi em bảo là chắc là người tốt để làm tốt cho chắc. Bây giờ anh đến anh lại vô cho bọn em lấy 2 triệu của anh. Tôi không cần biết nhưng mà tóm lại trong túi rồi có 2 triệu bây giờ mất rồi. 2 triệu nhưng mà anh mất ở đâu thì sao em biết? Bây giờ bọn em lấy của anh, bọn em trả ví anh làm cái gì? Em vứt mẹ ví em đi chứ. Em rơi ở đường, thì rơi ở đoạn đường này đi, nhưng mà có rất nhiều người đi qua đi lại. Nhưng mà quan trọng là bà này bà nhặt được từ lúc 5 giờ chiều tới cho bây giờ, em làm sao em biết được. Này, trong cái thời gian đấy thừa sức là tôi lấy tiền trong dấu cho khác. Tôi nói chung nha, tôi nhặt được cái ví của ông, bạn gái tôi nhặt được cái ví của ông từ hơn 5 giờ chiều. Ngồi gọi điện mãi ông, ngồi hết quán nước nội quán nước kiểu. Biết đâu hai người giả vờ làm người tốt làm sao. Giả vờ trả cái túi mà tốt, hai mày có cái đéo thì mày giả vờ. Giả vờ người tốt là người đéo thì hả? Anh có cái gì để tôi giả vờ hả? Tôi biết đâu các người. Bây giờ tóm lại là trả tiền cho tôi. Mày thích có ai đến thì mày gọi, tao đéo có tiền. Đấy, thấy chưa, làm ơn bác quán cho em. Ơn quái gì, bây giờ anh đã bảo rồi vứt mẹ đấy đi. Hoặc là gửi bà bán nước đi. Cứ ngồi đợi đưa. Em biết đâu là em không có bằng chứng, nhưng mà tóm lại bên nhặt được của em sau rồi trả lại. Nhưng mà vấn đề là cái đường này đầy trong... người đi qua đi lại, người ta nhặt, người ta bọn tao nhặt được, tao nói thẳng mày nha, bọn tao nhặt được, bọn tao lòng tốt, bọn tao gọi mày đến, bọn tao đợi mày từ hơn năm giờ chiều đến hơn 7 giờ, bây giờ mày đến mày bảo mình mất 2 triệu trong ví, chó nó nghe được à? Đéo lời cảm ơn. Tao cảm ơn rồi còn gì nữa, còn muốn nào? Nhưng mà tối nay bây giờ tao mất tiền rồi. Cái kiểu của ông ấy tôi đéo cần nhá. Này, tối nay bây giờ tao mất tiền rồi. Vô ơn như mày. Trả luôn tiền đây, luôn tiền đây. Như mày. Trả đây. Thì tao có lấy tiền của em đâu mà em cứ bắt người ta trả, em buồn cười đấy. Tôi tóm lại, tôi đeo tiền, đi chạy mẹ nó. Hiếm người làm người tốt lắm, họ toàn giả vờ thế thôi. Chứ tao giả vờ mày, tao đến tao bắt mày chuộc chưa? Tao bắt mày chuộc chưa? Mà tao đến mà tao bắt mày chuộc để lấy lại túi. Biết đâu giả vờ người tốt trả, mang tiếng là trả lại cho người ta nhưng mà lấy tiền. Mà bây giờ em nói là trong túi em có 2 triệu, chắc gì trong túi em đã có 2 triệu. Thật, bằng chứng nào? 2 triệu sao ngay từ lúc chiều tôi gọi cho ông là bây giờ em bỏ trong túi em có 10 triệu cũng phải đi. Lúc người tao ra, lúc người tao ra có việc bận. Nó tóm lại là đây mọi người xem cái bản mặt của thằng khốn nạn này. Bận thì bận nhưng mà người ta rơi giấy tờ quan trọng, người ta phải đi, người ta đánh ngay chứ không phải là bận rồi. Bận gì, bận gì, từ 5 giờ đến 7 giờ 2 triệu sao không chạy ra mà lấy luôn đi. Bao nhiêu giấy tờ bằng chứng, chứng minh thư, bằng lái xe, cái thứ quan trọng như thế mà bảo là có việc bận. Xong thì đến đây nó tóm lại là nó đòi 2 triệu. Mày không lôn ra tí gì. Tao đéo lôn. Mày rồi tôi lại mày bố phịch tí, bố thí cho anh. Bố thí, tao cần bố thí đấy, thấy chưa, làm Phúc phải tội chưa. Đây Phúc đứt cái mày chưa lại man. Mẹ con chó này, thấy chưa, mang cái bực của người chưa, anh bảo rồi, cố đấy mà đợi, vứt mẹ cái túi đi.